quý vị và các bạn, năm 1997, khi tái lập tỉnh, Hưng Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trong đó, hạ tầng giao thông xuống cấp, chưa mở rộng và kết nối, vì vậy gây khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là phà Yên Lệnh, được thông xe nối hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam sau 6 tháng tái lập tỉnh. Sau 7 năm, cầu Yên Lệnh được khánh thành, thay thế phà Yên Lệnh đã hoàn thành sứ mệnh. Ngày ấy, đây là sự kiện lớn bởi việc thông thương của thị xã Hưng Yên, trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh và một số huyện với các tỉnh phía Nam gặp nhiều khó khăn do cách trở sông Hồng. Qua sông Luộc chỉ có cầu Triều Dương, trong khi đó ở phía Bắc tỉnh, quốc lộ 5 chỉ đang được cải tạo, mở rộng, nâng cấp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, đồng bộ với quốc gia. Trong đó phải kể đến các tuyến đường huyết mạch, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, cầu Yên Lệnh, cầu Hưng Hà, cầu La Tiến, tỉnh lộ 200, đường đê tả sông Hồng, tả sông Luộc, quốc lộ 39 cùng nhiều đường tỉnh, đường trục ngang. Hiện nay tỉnh Hưng Yên đang đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2 tuyến đường bộ nối hai cao tốc, đường trục kinh tế Bắc Nam. Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 379 theo quy mô cấp 2 đồng bằng, đường vành đai 3,5, vành đai 4, đường nối vành đai 5 với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đầu tư hoàn chỉnh đường tỉnh 382B dọc hai bên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường kết nối di sản nút giao Tân Phúc. Đây là điểm đột phá chiến lược về giao thông, kết nối vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, mở ra sự liên kết với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường vành đai của thủ đô, các đô thị lớn, cảng biển, sân bay ở khu vực miền Bắc, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.